Xin chào các bạn. Trong video giải thích về nền kinh tế hoạt động như thế nào, kiến thức tổng hợp đã nói đến một chủ đề, đó là tài sản và tiêu sản. Tôi tin chắc rằng đến bây giờ không nhiều người có thể hiểu rõ về vấn đề này. Video này hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn nhiều kiến thức bổ ích và nhận ra sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản để có thể có hoạt động tài chính cá nhân được tốt trong tương lai. Khái niệm tài sản và tiêu sản được Robert Kiyosaki nhắc đến trong cuốn sách Dạy con làm giàu của ông. Trải qua hơn 20 năm được truyền bá rộng rãi, những khái niệm này đã trở thành kiến thức nền tảng cho sự giàu có và tự do tài chính. Nó giúp rất nhiều người thay đổi tương lai tài chính của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tài sản, tiêu sản, kiến thức nền tảng của sự giàu có. Những gì bạn đang sở hữu có thực sự là tài sản? Ví dụ như nhà cửa, xe cộ, điện thoại, máy tính, nó có phải là tài sản hay không? Bằng cách sử dụng hai khái niệm về tài sản và tiêu sản, Robert Kiyosaki đã chỉ ra sự khác biệt trong tư duy tài chính giữa các tầng lớp trong xã hội. Ông định nghĩa rằng, tài sản là những gì bỏ tiền vào túi của bạn, còn tiêu sản là những gì lấy tiền ra khỏi túi bạn. Một định nghĩa rất hay, đơn giản nhưng khá chung chung, nó sẽ dẫn đến hiểu nhầm nếu không có ví dụ cụ thể. Ông nói, trong giới của tôi, những tài sản thực sự được chia thành một số loại sau. Thứ nhất, những việc kinh doanh không cần có mặt của tôi sở hữu chúng nhưng được người khác quản lý và vận hành. Nếu tôi phải làm việc ở đó thì nó không còn là việc kinh doanh nữa, nó đã trở thành công việc mất rồi. Thứ hai, cổ phần, cổ phiếu. Thứ ba là ngân phiếu. Thứ tư là công trái chung. Thứ năm là bất động sản phát sinh thu nhập. Chú ý là bất động sản phát sinh thu nhập. Thứ sáu, giấy nợ, giấy cho vay, cầm cố. Thứ bảy là tiền, bản quyền sở hữu chất xám như âm nhạc, kịch bản, bằng sáng chế. Và thứ tám là bất cứ cái thứ gì có giá trị, tạo ra thu nhập hay có khả năng tăng giá và có sẵn thị trường. Các bạn có thể thấy cái ví dụ cụ thể hơn. Ví dụ, căn nhà bạn đang ở lâu nay, chúng ta vẫn thường nhầm lẫn nó là tài sản. Nhưng thực sự có phải như vậy không? Tuy rõ ràng hàng tháng bạn phải tốn chi phí để chi trả cho tiền điện, nước, truyền hình cáp, internet, thậm chí là tu sửa định kỳ. Vì thế, căn nhà đều không phải là tài sản. Nó là một ví dụ tiêu biểu của tiêu sản. Vậy có phải căn nhà luôn là tiêu sản? Cũng không hẳn vậy. Nếu căn nhà đó cho thuê, phát sinh thu nhập, thì nó là tài sản. Nếu thu nhập đó lớn hơn các khoản chi phí phải bỏ ra để duy trì, bảo dưỡng, duy tu căn nhà. Ví dụ thứ hai là chiếc xe hơi thì cũng tương tự. Nếu chúng ta mua nó để phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình, thì nó là tiêu sản. Còn nếu chúng ta mua để nó phát sinh thu nhập lớn hơn chi phí thì nó là tài sản. Vậy từ sự khác biệt giữa khái niệm về tiêu sản và tài sản thì quan niệm của người giàu và người nghèo về vấn đề này như thế nào? Theo Robert Kiyosaki, người giàu kiếm được tài sản, người nghèo và trung lưu thì chỉ thu được tiêu sản, nhưng họ lại nghĩ rằng họ đã kiếm được tài sản. Chúng ta hãy cùng quan sát mô hình vòng quay của một tài sản và một tiêu sản thì bạn sẽ hiểu rõ hơn. Vòng quay của một tài sản là tài sản sẽ tạo ra tiền chạy vào ô thu nhập. Tiêu sản phát sinh ra chi phí làm chúng ta mất tiền. Robert Kiyosaki nói, tôi không nói bạn đừng mua nhà. Tôi muốn nói, hãy hiểu được sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản. Khi muốn có căn nhà lớn hơn, đầu tiên tôi phải mua một số tài sản phát sinh vòng quay tiền mặt để trả cho ngôi nhà ấy đã. Các bạn hãy quan sát mô hình vòng quay tiền mặt sẽ rõ hơn về vấn đề này. Vòng quay tiền mặt của người nghèo hay một người trẻ tuổi thể hiện
Những người nghèo đi làm công việc chuyên môn của họ để tạo ra thu nhập bằng lương. Sau đó, họ sử dụng tiền thu nhập để trả cho những chi phí như thuế, thức ăn, quần áo, giải trí, đi lại, vân vân. Và sau cùng, họ không còn tiền để mua tài sản và thậm chí là tiêu sản vì họ không có tư duy đầu tư. Còn vòng quay tiền mặt của người trung lưu thì thể hiện những người trung lưu đi làm công việc chuyên môn của họ để tạo ra thu nhập bằng lương. Sau đó, họ lại dùng thu nhập từ lương đó đi mua tiêu sản trước như giấy nợ, công trái tiêu thụ, thẻ tín dụng. Sau đó, họ trả các chi phí như thuế, phí cố định, quần áo, nợ, ăn uống, giải trí, vân vân. Và cuối cùng, dù số tiền thu nhập từ lương lớn hơn số tiền chi phí cuộc sống, nhưng việc làm đầu tiên của họ là đi mua tiêu sản chứ không phải là tài sản. Và cũng từ đó, thu nhập của họ cũng mãi chỉ là số tiền lương mà họ được trả cho công lao động của mình. Và khi công việc của họ không ổn định thì gánh nặng kinh tế lại đè nặng lên vai họ. Còn vòng quay tiền mặt của người giàu thì làm sao? Nó thể hiện người giàu có thu nhập thì trước tiên họ sẽ mua tài sản như cổ phần, ngân phiếu, giấy ghi nợ, bất động sản, bản quyền sở hữu trí tuệ. Sau đó, bằng cách cắt giảm chi phí và không mua các tiêu sản, bằng cách đó họ thêm nhiều tiền để mua tài sản. Các tài sản này tạo ra thu nhập cho người giàu bằng lợi tức, cổ tức, lợi tức cho thuê nhà, lợi tức thuê đất. Họ lại tiếp tục mua tài sản đến lúc mà các khoản lợi tức từ tài sản đầu tư hàng tháng lớn hơn chi phí hàng tháng. Khi đó, họ mới bắt đầu mua những tiêu sản để phục vụ cho các hoạt động cuộc sống của họ. Tài sản tạo ra thu nhập, còn tiêu sản sẽ phát sinh ra chi phí, như ví dụ về ngôi nhà hay chiếc xe hơi ở trên. Các bạn có thể thấy và thường hỏi, tại sao người giàu lại càng giàu, người nghèo lại càng nghèo? Đơn giản, vì người giàu thường mua tài sản, người nghèo thường mua tiêu sản. Tài sản của người giàu thì ngày càng tăng lên, dẫn đến thu nhập ngày càng tăng lên, còn người nghèo càng mua nhiều tiêu sản thì chi phí càng tăng lên. Các bạn hãy quan sát bảng kê tài chính của người giàu và người nghèo thì sẽ hiểu. Qua một số khái niệm và sự khác biệt đã trình bày ở trên, tôi và các bạn nên thấy được rằng quy luật quan trọng nhất là biết được sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Một khi đã hiểu được sự khác biệt này, hãy tập trung mọi nỗ lực nhằm mua những tài sản phát sinh thu nhập. Đó là cách tốt nhất để bắt đầu con đường làm giàu. Cứ tiếp tục như vậy, cột tài sản của bạn sẽ tăng lên. Cố gắng tiết giảm tiêu sản và chi phí xuống, bạn lại có nhiều tiền hơn để đổ vào cột tài sản. Chẳng mấy chốc thì nền tảng tài sản của bạn sẽ vững vàng đến mức bạn có thể nghĩ đến việc đầu tư. Đối với giới trung lưu, người ta gọi việc đầu tư là mạo hiểm. Thật ra, bản thân việc đầu tư không mạo hiểm mà chính sự thiếu thông minh, nhanh nhạy về tài chính và thiếu kiến thức tài chính mới là nguyên nhân gây ra sự mạo hiểm. Tóm lại, để có được cuộc sống tốt hơn và sớm đạt được tự do tài chính, thì việc bạn cần làm ngay lúc này, ngay bây giờ đó là hãy cắt giảm chi phí không cần thiết, hạn chế mua tiêu sản mà tập trung tiền thu nhập. Các bạn có thể mua tài sản và đầu tư vào các tài sản để sinh ra lợi nhuận và cứ như thế bạn sẽ sớm nhận được kết quả xứng đáng. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.